Chào các anh em, mình chia sẻ cách nối cái đầu ống nước nhựa HDPE vào với lại đầu ống nước PVC không cần phụ kiện nhưng chắc chắn và chịu được nước có áp lực mạnh. Bây giờ mình nói cái loại ống thông dụng nhất là ống nhựa HDPE là ống phi 25, còn ống nhựa PVC là ống 27. Hai loại này nó tương thích với nhau. Thứ nhất là các bạn chọn cái ống PVC này, nó có cái đầu nối nè. Bây giờ chúng ta xỏ vào cái ống HDPE rất là dễ dàng. Còn không thì hai cái đầu nó bằng nhau thì sử dụng cái ống nối của nhựa PVC gắn vào cũng vừa khít. Và tiếp theo thì cái ở bên cái phần của HDPE này, sử dụng tờ giấy nhám, chúng ta chà cái phần này, chà cho nó xù lên, chà cho nó mất cái độ trơn đi. Bây giờ bôi keo vào, dán bình thường như là cái nhựa PVC lại với nhau như vậy. Rất là chắc chắn, không có bị xì nước. Mình chia sẻ tên gọi của một số thiết bị khi lắp đặt ống nước để các bạn không phải trong ngành có thể gọi tên đúng, mua về sử dụng cho nó tiện. Cái này gọi là nối. Nối hai cái đường ống đi thẳng. Còn đây là lơi, nối hai cái đường ống tạo ra một góc 45 độ. Còn đây là cái co, nối hai đoạn ống thành một góc 90 độ. Và đây là cái T nè, gọi là chữ T. Còn đây là cái T cong, dùng để thoát nước. Nước nó chảy xuống đây nó không có bị gấp nè, nó chảy rất là êm. Đây là nối Y, giống hình chữ Y, giảm từ cái ống lớn xuống ống nhỏ. Ở đây là băng keo lụa, có người gọi là băng tan hoặc là cao su non, dùng để quấn những cái thiết bị có răng này nè cho nó không có bị xì nước. Ở đây là co răng ngoài, đây là co răng trong, nối nè, nối răng trong và nối răng ngoài, khi cần thiết thì nối lại với nhau. Những cái này gọi là của dê, dùng để siết những cái đoạn ống lại chắc chắn.